Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Phạm Ngọc Thường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thống kê, bão số 3 vừa mưa lũ đã khiến 9 giáo viên và học sinh trên địa bàn thiệt mạng, 1 học sinh bị thương, có 40 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do sạt lở, nứt đổ, ngập nước và tốc mái. Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức ứng trực 24/24 giờ, chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục cho học sinh sinh viên nghỉ học, trong đó cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2024, cấp mầm non, tiểu học nghỉ hết ngày 15 tháng 9 năm 2024. Hiện có 10 trên 519 cơ sở giáo dục chưa tổ chức học trở lại do nước sông suối còn cao, đường sạt lở, chia cắt, chủ yếu tập trung ở các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường chia sẻ những khó khăn với thầy và trò các trường trên địa bàn tỉnh. Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, ngành giáo dục đã khắc phục khó khăn do cơn bão số 3 gây ra. Để sớm đưa học sinh quay trở lại trường học đảm bảo hiệu quả, Thứ trưởng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục ra soát, nắm bắt tình hình của giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, kịp thời hỗ trợ động viên, tư vấn tâm lý, tinh thần cho giáo viên, học sinh. Tiếp tục thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp học, vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường lớp học. Ra soát, đánh giá độ an toàn tại các điểm trường theo tinh thần, nơi nào an toàn mới đưa trở lại học. Có văn bản chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học một cách phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên lớp đầu cấp và cuối cấp, phát huy tinh thần 4 tại chỗ để sớm tổ chức dạy học. Phối hợp với các cấp các ngành tổ chức giải ngân kinh phí hỗ trợ cho ngành giáo dục và đào tạo, khẩn trương kịp thời, đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đến ngành giáo dục, phân bổ kinh phí hỗ trợ để khắc phục cơ sở vật chất. Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà tặng 15.000 bộ đồ dùng học tập với trị giá 450 triệu đồng. Đồng thời tài trợ toàn bộ đồ dùng học tập cho các em học sinh bị mất cả cha mẹ do cơn bão số 3 đến năm lớp 12. Trước đó, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường đã đi kiểm tra, thăm hỏi động viên và tặng quà tại trường mầm non mùng 1 tháng 6, thành phố Cao Bằng. Trưa ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Công Thương do đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng đoàn, đã đến chia sẻ, trao hỗ trợ cho nhân dân tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Công Thương. Báo cáo nhanh với đoàn về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 gây ra và công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy cho biết, ảnh hưởng của bão số 3 gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Những ngày gần đây, tỉnh đang nỗ lực công tác tìm kiếm cứu nạn và tập trung khắc phục hậu quả thiên tai. Dịp này, Bộ Công Thương đã trao số tiền ủng hộ 500 triệu đồng cùng 2.000 phần quà gồm các nhu yếu phẩm như nước uống, mì tôm và các vật dụng khác. Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chia sẻ với những thiệt hại mất mát tỉnh Cao Bằng gặp phải. Mong muốn với kinh phí và hàng hóa hỗ trợ từ Bộ Công Thương và sự đồng hành của các doanh nghiệp Mạnh Thường Quân sẽ được phân bổ nhanh chóng đến người dân vùng lũ. Trong quá trình khắc phục khó khăn, sắp tới Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ tỉnh Cao Bằng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác Bộ Công Thương đã kịp thời đến động viên chia sẻ với tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ tỉnh. Kinh phí và các phần quà được tiếp nhận, tỉnh sẽ triển khai phân bổ kịp thời cho các địa phương
đồng thời tiếp tục huy động tối đa mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa các cơ sở hạ tầng, giúp người dân xây sửa nhà ở, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác trong cả nước để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Sáng ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm động viên các gia đình, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Bảo Lạc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà cấp ủy chính quyền xã Xuân Trường và điểm trường mầm non Xuân Trường bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Đến thăm động viên lực lượng làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tại đồn biên phòng Cô Ba, cấp ủy chính quyền xã Cô Ba, đến chia buồn động viên gia đình hai em nhỏ Vàng Văn Thành, 14 tuổi, và Nông Văn Thành, 8 tuổi. Xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba, có cả cha và mẹ bị thương vong trong vụ tai nạn xe khách rơi xuống suối sau sạt lở đất tại xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Đến thăm động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn xóm Phiêng Chầu 1, xóm Bản Ỏ, xã Đình Phùng. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão trên địa bàn huyện Bảo Lạc đã gây thiệt hại tài sản ước khoảng hơn 160 tỷ đồng, làm tốc mái, sạt lở đất, ngập úng, gây hư hỏng 528 nhà, trong đó 15 nhà sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nhiều công trình cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin liên lạc, hơn 1.500 điểm sạt lở tại các tuyến giao thông. Trên 224 hectare lúa hoa màu bị thiệt hại. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, các lực lượng chức năng của huyện đã trục vớt được 18 thi thể nạn nhân liên quan đến vụ sạt lở đất tại xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Trong đó có 9 nạn nhân là người Bảo Lạc. Huyện vẫn duy trì chốt trực chỉ huy và huy động lực lượng đi dọc các tuyến sông để tiếp tục tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của huyện Bảo Lạc triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Đồng chí cũng biểu dương các lực lượng đã và đang tham gia tích cực vào công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn huyện, đồng thời chia buồn với các gia đình người bị nạn. Nhấn mạnh ba nhiệm vụ đặc biệt cấp bách và quan trọng trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Bảo Lạc ưu tiên hàng đầu và tập trung cao độ cho công tác khảo sát, tìm bố trí và xây dựng nhà ở mới cho các hộ dân bị hư hỏng hoàn toàn, hỗ trợ sửa chữa nhà cửa đối với những nhà bị hư hỏng một phần, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh, không có nơi khám chữa bệnh. Huy động lực lượng, phương tiện khắc phục sớm nhất các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và đời sống người dân. Tiếp tục huy động tối đa lực lượng tìm kiếm người còn mất tích. Ngoài ra, cần tăng cường huy động tối đa máy móc, hót dọn, đảm bảo thông suốt về giao thông, khôi phục tư liệu sản xuất, sinh kế, bảo đảm các điều kiện để người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến khảo sát địa điểm tái định cư sau sạt lở cho người dân xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình. Theo dự kiến, vị trí xây dựng khu tái định cư mới cách điểm xảy ra sạt lở khoảng 300 đến 500 mét, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Đồng chí yêu cầu công tác tái thiết xóm Lũng Lì thời gian tới cần với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn, lấy ý kiến nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con để xây dựng lại, khôi phục xóm Lũng Lì, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước. Huyện Nguyên Bình chủ trì triển khai, duy trì chế độ báo cáo kịp thời cho tỉnh để có những chỉ đạo giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan, huy động mọi lực lượng xây dựng lại bản làng, đảm bảo nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Đồng chí cũng khẳng định Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện sẽ luôn quan tâm đồng hành cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh và đoàn công tác đã trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ bổ sung biển cảnh báo nguy hiểm, huy động tối đa nhân lực, vật lực, máy móc, thiết bị, làm việc cả ngày lẫn đêm, mỗi người làm việc bằng hai, thông đường trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, nối lại hoạt động giao thương, buôn bán. Nhân dịp này, đồng chí trao quà động viên xã Yên Lạc và bà con nhân dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Sở Chỉ huy Tiền phương huyện Nguyên Bình đánh giá công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện, triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai thời gian tiếp theo diễn ra sáng ngày 14 tháng 9. Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, yêu cầu huy động tổng lực các lực lượng để tìm kiếm 5 người mất tích còn lại tại điểm sạt lở Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và huyện Nguyên Bình. Đến nay, sạt lở, lũ quét trên địa bàn huyện Nguyên Bình làm 52 người chết, 15 người bị thương, còn khoảng 5 người mất tích tại điểm sạt lở Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng, 305 hộ có nguy cơ sạt lở cao phải sơ tán khẩn cấp. Trên 25 điểm các tuyến đường tỉnh, đường huyện bị sạt lở. Hiện xã Ca Thành còn 3 xóm bị cô lập, gồm Khuổi Mị, Khuổi Vầy, Khuổi Ngoạ. Mưa to kèm gió lốc làm gãy đổ và ngập úng trên 200 hectare hoa màu, lúa, cây lâm nghiệp, 32 ao cá, 547 gia súc gia cầm bị chết, nhiều vị trí cột điện, cột đường dây hạ thế gãy đổ, hư hỏng, 3 điểm trường bị sạt lở, hư hỏng. Đến ngày 13 tháng 9, đã có trên 50 đơn vị tổ chức cá nhân hỗ trợ cho bà con nhân dân trong vùng bị thiên tai và nhiều nhu yếu phẩm khác. Tại cuộc họp, các lực lượng đã đề xuất các phương án tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích còn lại tại điểm sạt lở Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau giai đoạn tìm kiếm cứu nạn. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch đánh giá giai đoạn 1 công tác tìm kiếm cứu nạn đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay công tác tìm kiếm người mất tích khắc phục hậu quả thiên tai đang ở giai đoạn 2. Yêu cầu huy động tổng lực các lực lượng và người dân địa phương triển khai các phương tiện máy móc để nỗ lực tìm kiếm 5 người mất tích còn lại tại điểm sạt lở Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành. Các lực lượng phải được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thực hiện công tác tìm kiếm, rà soát không để bỏ sót các vị trí. Bên cạnh đó, đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng duy trì thông tin liên lạc. Đề nghị huyện khẩn trương rà soát các hộ dân có nhu cầu chỗ ở để lực lượng quân đội bố trí dựng nhà tạm cho người dân ở nơi an toàn. Sở Giao thông Vận tải khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt. Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, tập trung triển khai công tác xử lý vệ sinh môi trường, phun khử trùng các điểm sạt lở, đã hoàn thành công tác tìm kiếm, kiểm tra xử lý vệ sinh khu vực ở tạm của người dân, phòng tránh dịch bệnh sau thiên tai. Sau khi kết thúc giai đoạn tìm kiếm cứu nạn, đề nghị các lực lượng địa phương tập trung triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định lại cuộc sống cho người dân. Nắm tình hình dân cư, nhu cầu của người dân để triển khai công tác hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch đã đi thị sát, kiểm tra, nắm tình hình một số điểm sụt lún, sạt lở trên quốc lộ 34, kiểm tra khu vực chân cột điện cao thế 220 kV trên đỉnh khu vực sạt lở Khuổi Ngoạ. Đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm dọc bờ suối và gần điểm sạt lở Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành để tìm kiếm 5 nạn nhân mất tích còn lại. Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra nắm tình hình một số điểm sạt lở, xem xét một số vị trí có thể xây dựng nhà ở cố định cho người dân vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Nguyên Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra các điểm sạt lở tại xã Yên Lạc, công tác khắc phục đoạn sạt lở thông tuyến đường đến hai xóm Lũng Ót, Tàm Pà, xã Yên Lạc, kiểm tra nắm tình hình, xem xét địa điểm dựng các nhà bạt cố định cho người dân bị thiệt hại do thiên tai, các vị trí dự kiến xây dựng nhà ở cố định nhằm đảm bảo chỗ ở lâu dài cho người dân tại các xã Yên Lạc, Ca Thành.
Qua rà soát sơ bộ, trước mắt huyện Nguyên Bình sẽ phối hợp với các lực lượng để dựng 91 nhà bạt, 15 nhà mái tôn cho các hộ dân ở các điểm bị thiệt hại do thiên tai gây ra tại các xã Vũ Nông, Ca Thành, Yên Lạc. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch đề nghị huyện tiếp tục nắm tình hình nhu cầu của người dân, cung cấp đầy đủ kịp thời các nhu yếu phẩm, quan tâm hỗ trợ sinh kế để người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại do cơn bão số 3. Do ảnh hưởng cơn bão số 3, đến nay toàn tỉnh có 67 người thương vong và 5 người mất tích, 1.740 nhà ở bị thiệt hại, gần 2.000 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp. Nhiều tuyến đường giao thông hư hỏng, sạt lở, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 110 tỷ đồng. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 2 giáo viên là đoàn viên công đoàn ngành giáo dục. Gần 474 gia đình đoàn viên bị thiệt hại về tài sản, hoa màu, với tổng thiệt hại trên 12 tỷ đồng. Trong đó có 65 đoàn viên bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa. Chia sẻ với Liên đoàn Lao động tỉnh và các đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ đoàn viên người lao động tỉnh Cao Bằng bị thiệt hại do bão số 3, số tiền 500 triệu đồng. Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ 300 triệu đồng khắc phục hậu quả bão lũ. Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm tặng quà các gia đình có nạn nhân tử vong, hư hỏng nhà cửa do thiên tai trên địa bàn thành phố và huyện Nguyên Bình. Sáng ngày 14 tháng 9, tại Hội Nông dân tỉnh, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm tình hình và trao hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Theo thống kê chưa đầy đủ từ Hội Nông dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, có 28 hộ hội viên nông dân có người chết, 632 nhà ở của hội viên nông dân bị sập đổ hoàn toàn, ngập nước, đất đá lở, tốc mái. Về nông nghiệp, thủy sản có hơn 1.885 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp. Hơn 4 hecta diện tích nuôi cá, 13 ao nuôi cá truyền thống bị trôi, hư hỏng, 3,6 tấn cá thương phẩm bị trôi, tràn bờ. Bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc tới bà con, hội viên nông dân, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân cho biết, Trung ương hội đã phát động cán bộ công chức cùng chung tay góp sức đồng hành với bà con nông dân, hội viên các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng, mong muốn hỗ trợ chia sẻ phần nào khó khăn với tỉnh. Đồng thời đề nghị Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thành phố cần tiếp tục nắm tình hình, rà soát thiệt hại của các hội viên và có các giải pháp đồng hành hỗ trợ kịp thời cho các hội viên, nhất là chú trọng đến việc rà soát lại các mô hình dự án của hội viên Hội Nông dân bị thiệt hại để có phương án cho vay mới từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân để sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Thông qua Hội Nông dân tỉnh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần HD Bank trao hỗ trợ 50 triệu đồng. Tập đoàn TH Chumil trao 12.000 sản phẩm TH Chumil trợ giúp người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, đoàn công tác cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp đến thăm động viên hỗ trợ tiền nhu yếu phẩm cho các hội viên nông dân tại thành phố và huyện Hòa An bị thiệt hại do cơn bão số 3. Trưa ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc, chia sẻ sự mất mát của người dân Cao Bằng phải gánh chịu thiệt hại nặng về người và tài sản do ảnh hưởng của bão, lũ gây ra. Mong chính quyền và người dân tỉnh Cao Bằng sẽ vượt qua nỗi đau, cố gắng sớm khắc phục hậu quả của cơn bão để ổn định lại cuộc sống. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Hòa Bình, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, tài trợ và đồng hành của các đơn vị trong thời gian tới. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã tiếp nhận từ đoàn thiện nguyện của đạo Trầm Hương Đạo Bi Tùng Lâm Hương Tích 25 triệu đồng, 400 thùng mì tôm, 1.000 thùng nước lọc và 100 kg lương khô, tiếp nhận từ công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Đô 1.000 chai nước ngọt và 2 tấn nhu yếu phẩm.
Cũng trong ngày 14, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ nhu yếu phẩm gửi vào huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trùng Khánh. Trong 4 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã kêu gọi huy động được hàng trăm chuyến xe không đồng để vận chuyển 14,5 tấn gạo, gần 85 tấn hàng chở nhu yếu phẩm đến tận tay của gần 1.400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tính đến 17 giờ ngày 14 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt và chuyển khoản được trên 22 tỷ đồng, tiếp nhận gần 21 tấn gạo và trên 120 tấn hàng nhu yếu phẩm với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Chiều ngày 14 tháng 9, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội do đồng chí Hoàng Minh Tế, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đến trao tặng quà cho các hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai tại huyện Nguyên Bình. Đoàn đã trao quà hỗ trợ cho 19 hộ dân tại xóm Lũng Súng và xóm Tàn Pà, xã Yên Lạc, xóm Lũng Lì, xóm Xà Pèng và xóm Nộc Xoa, xã Ca Thành. Đây là các hộ gia đình có người bị thương vong và nhà bị hư hỏng hoàn toàn, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng một nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng một nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Tổng giá trị hỗ trợ gần 120 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, người lao động của Ngân hàng Chính sách Xã hội quyên góp ủng hộ bà con, chung tay cùng cả nước hỗ trợ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, khắc phục hậu quả thiên tai. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội đã thăm hỏi động viên, chia sẻ và chia buồn với những mất mát của bà con nhân dân vùng bị thiên tai, mong muốn bà con nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Chuyến xe cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp nhận, vận chuyển đã được đưa đến các hộ gia đình tại các xã Hồng An, Xuân Trường, Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Hàng cứu trợ là các nhu yếu phẩm, gồm 540 thùng mì tôm, 414 thùng sữa hộp, 100 thùng lương khô, 500 quần áo các loại do các cơ quan đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Các lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết đã được tiếp nhận, phân bổ, vận chuyển nhanh chóng kịp thời để cứu trợ cho nhân dân trong lúc này. Cũng tại huyện Bảo Lạc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Bảo Lạc vừa tổ chức lễ phát động các cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng vũ trang thị trấn quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. Ngày 13 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân tại xã Lương Thông, huyện Hà Quảng và xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Ngay sau khi tiếp nhận các nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phân loại và chia đều các nhu yếu phẩm thiết yếu thành nhiều suất để đưa cho bà con nhân dân và đưa đến điểm tiếp nhận của huyện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phân bổ đi các nơi gặp khó khăn thực sự có nhu cầu. Tại Hà Quảng, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các nhà hảo tâm đã đến trao các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân xóm Ngọc Sĩ, xã Lương Thông. Tại đây có 99 hộ đã bị cô lập do nước dâng cao, địa hình chia cắt, mất điện hoàn toàn. Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã đến trao lương thực thiết yếu như cơm hộp, bánh chưng, nhu yếu phẩm cần thiết cho các đơn vị thiện nguyện, nhân dân xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Hiện có 41 hộ dân phải di rời do sạt lở. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang đưa các thiết bị vào để dựng nhà bạt cho nhân dân tạm trú trong thời gian đợi xây dựng nhà mới. Chiều ngày 13 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hòa An họp đánh giá thiệt hại do ngập lụt, sạt lở trên địa bàn. Qua hai đợt ảnh hưởng của các trận mưa to, rất to, kéo dài từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 và ảnh hưởng của cơn bão số 3 từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 9, trên địa bàn huyện Hòa An đã xảy ra ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại 15 trên 15 xã thị trấn. Có 5 nhà bị sạt lở, đổ sập, hư hỏng nặng, trên 290 nhà bị ngập úng, 30 hộ có nguy cơ sạt lở phải di rời. Trên 1.000 điểm tại các tuyến đường giao thông bị sạt lở, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, trên 370 hectare ngô, lúa và hoa màu của nhân dân bị ngập úng. Ước tính tổng thiệt hại trên 57 tỷ đồng. Huyện đã huy động 1.011 thành viên tham gia cứu hộ, cứu trợ, khẩn cấp cho 503 dân vùng ngập lụt, xử lý các nguồn nước, tu sửa hệ thống giao thông, khắc phục vệ sinh môi trường, giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo huyện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các xã xây dựng bản đồ khoanh vùng các khu vực thường xuyên ngập úng, có nguy cơ ngập úng, sạt lở để dự báo, cảnh báo sớm nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, chủ động phòng chống thiên tai của các địa phương và người dân, phân bổ các nguồn lực kịp thời, đúng đối tượng, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Đoàn công tác của huyện Bảo Lạc vừa đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình thân nhân các nạn nhân không may gặp nạn do sạt lở đất tại xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Lãnh đạo huyện, các cơ quan, ban ngành và cấp ủy chính quyền xã đã đến động viên chia buồn cùng gia đình ông Nông Văn Vầy ở xóm Phiêng Mòn, xã Cô Ba, là thân nhân của hai vợ chồng Nông Văn Tháo, Lý Thị Tâm, không may bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại xóm Khuổi Ngoạ. Đại diện lãnh đạo huyện động viên gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát và sớm ổn định cuộc sống. Đoàn đã trao tiền hỗ trợ ban đầu cho gia đình với tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời mong muốn các tổ chức cá nhân, các công ty, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ hai cháu nhỏ để các em ổn định tâm lý, vượt qua nỗi đau mất mát, yên tâm học tập. Cũng trong dịp này, lãnh đạo huyện đã đến động viên lực lượng làm nhiệm vụ công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại các xã Cô Ba, Bình Phùng, Hưng Đạo. Chiều ngày 13 tháng 9, huyện Thạch An tổ chức hai đoàn công tác đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại bởi mưa bão trên địa bàn. Đoàn công tác đã đến trao tiền hỗ trợ cho 15 hộ gia đình tại các xã Lê Lai, Lê Lợi, Đức Long, Kim Đồng, Minh Khai, Đức Thông, Canh Tân bị thiệt hại về nhà ở đang phải di dời tạm thời. Mức hỗ trợ mỗi hộ là 2 triệu đồng từ Quỹ Cứu Trợ huyện Thạch An. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã hỏi thăm động viên chia sẻ với những tổn thất thiệt hại và tài sản của các hộ gia đình, mong các hộ chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và người dân chung tay chia sẻ, giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Các xã tập trung thống kê, rà soát, phân loại các đối tượng bị thiệt hại, mức độ thiệt hại để đề xuất hỗ trợ, không để người dân bị thiệt thòi. Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn huyện Thạch An có 53 nhà ở, 35 công trình giao thông bị ảnh hưởng, thiệt hại 81,43 ha hoa màu, ước thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Ngày 13 tháng 9, công ty xăng dầu Cao Bằng tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc ủng hộ nhân dân Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai, lãnh đạo công ty xăng dầu Cao Bằng đã phát động trong toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty, các cửa hàng xăng dầu trực thuộc, chung tay ủng hộ đồng bào các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do mưa bão. Góp phần động viên chia sẻ với những mất mát của người dân, số tiền ủng hộ trên 38 triệu đồng tại lễ phát động sẽ được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để thực hiện phân bổ hỗ trợ nhân dân các địa phương. Trước đó, ngày 11 tháng 9, lãnh đạo công ty xăng dầu Cao Bằng cũng đã trao số tiền 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ nhân dân các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Chiều ngày 13 tháng 9, đoàn thiện nguyện chùa Nghiêm Phúc và chùa Hiền Quang, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và công ty thương mại Xuân Hòa, thành phố Cao Bằng đã đến trao các nhu yếu phẩm đến với người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại huyện Hà Quảng. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hà Quảng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 mưa lớn kéo dài khiến cho 221 nhà dân bị thiệt hại. Một số trường học, trạm y tế bị ngập úng, một số tuyến đường bị sạt lở, thiệt hại hàng trăm hecta hoa màu và đàn vật nuôi. Phát huy truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc ta và tinh thần từ bi của đạo Phật, nhằm chia sẻ với những khó khăn do thiên tai gây ra đối với người dân, đoàn thiện nguyện chùa Nguyên Phúc, chùa Hiển Quang cùng các Phật tử, nhà hảo tâm và công ty thương mại Xuân Hòa đã trực tiếp đến ba xã Thanh Long, Lương Thông, Ngọc Động, nơi có nhiều hộ dân có nhà bị ngập và bị cô lập để trao 600 suất quà, gồm các nhu yếu phẩm, thuốc chữa bệnh cho người dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm góp phần chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra, giúp họ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và lao động sản xuất. Sáng ngày 13 tháng 9 tại trường Trung học phổ thông huyện Nguyên Bình, nhóm thiện nguyện huyện Hòa An phối hợp với nhà trường tổ chức trao tặng cấp phát các nhu yếu phẩm hỗ trợ các em học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
nhóm thiện nguyện huyện Hòa An đã trao 280 suất quà cho 280 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 3. Mỗi suất quà gồm 1 thùng mì tôm, 1 túi quà, bánh kẹo, nước lọc, sữa, chăn hè, quần áo. Ngoài ra, còn một nhóm thiện nguyện khác gửi 200 suất xôi để hỗ trợ các em đang tham gia học tập tại trường, đồng thời gửi lời chia sẻ động viên các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định trong học tập. Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, huyện Bảo Lạc bị cô lập nhiều ngày, hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây mất điện trên diện rộng. Hiện nay, Điện lực Bảo Lạc đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Sau khi mưa bão đi qua khiến đường dây 35 kV trên địa bàn huyện bị đổ 10 cột, nghiêng 8 cột, đường dây hạ áp đổ 7 cột, nghiêng 7 cột. Lũ quét làm gãy đổ cột vị trí 377E16.6/193 và tất cả các cầu treo vượt sông đều hư hỏng không qua được. Hiện nay, Điện lực Bảo Lạc đang tiến hành cắt dao cách ly phân đoạn để cô lập sự cố. Chẳng néo, các vị trí cột bị sạt lở, dùng cột chống tạm các vị trí cột hạ thế bị đổ, dựng cột đường dây 35 kV mới thay thế các vị trí cột đổ. Để kịp thời khôi phục lưới điện, lãnh đạo Điện lực Bảo Lạc đã chuẩn bị phương tiện, thiết lập phương án vượt sông an toàn, tổ chức các phương án khắc phục tại chỗ để cấp điện cho nhân dân. Trước diễn biến thất thường của thời tiết và nguy cơ mất an toàn do mưa lũ, người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm sử dụng điện an toàn, hiệu quả, đề phòng sự cố bất thường gây thiệt hại về người và tài sản. Tại huyện Bảo Lâm, đến ngày 13 tháng 9, nước đã rút, Ủy ban Nhân dân huyện đã huy động 100% công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ, quân đội, công an cùng các đội cứu hộ đã đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khơi thông đường giao thông. Tại trung tâm thị trấn Bắc Miều, sau khi nước rút, huyện Bảo Lâm đã huy động mọi lực lượng tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường sau lũ. Với tinh thần nước rút tới đâu, khắc phục tới đó, các lực lượng và nhân dân triển khai các biện pháp khử trùng tiêu độc, tẩy uế và vệ sinh môi trường ở các khu vực bị tràn ngập, đồng thời ra soát và kiểm tra các công trình, đặc biệt là các tuyến đường cống rãnh và những vị trí có nguy cơ sạt lở, nhằm đưa ra phương án phòng chống và xử lý kịp thời. Tiếp tục kiểm tra, ra soát các hộ gia đình nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, vận động các hộ di rời nhà cửa đến khu vực an toàn. Tại huyện Bảo Lâm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với huyện và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tiếp nhận phân bổ các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con nhân dân Bảo Lâm gặp khó khăn do cơn bão số 3. Trong đó, nguồn hỗ trợ từ Bộ Công an 2 tấn gạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 21 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác như mì chính, nước mắm, nước uống, mì tôm, đồ dùng gia đình. Thưa quý vị và các bạn, những ngày mưa lũ, sạt lở lịch sử vừa qua đã khiến cho huyện Nguyên Bình chịu thiệt hại nặng nề nhất về người, nhà ở, hoa màu và các công trình giao thông. Hàng nghìn người dân đã phải lo chạy lũ, sạt lở đất. Đối với họ, đây là trận lũ kinh hoàng nhất họ từng trải qua trong đời khi nước lũ cứ dâng lên theo từng phút, từng giờ. Sạt lở đất, đá xảy ra liên tục, khiến nhiều người thương vong, giao thông ách tắc, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị mất trắng. Mỗi lần cũng thấy mưa, nước lũ về vẫn về nhưng mà không sạt lở. Đến đợt này là sạt lở nhiều nhất. Năm đầu tiên là lũ to nhất. Chỉ cần một tiếng thôi là cô thấy nước tràn vào nhà cô hết, xong là cả dân mọi người về giúp cô dọn đồ hết, cả hai ba nhà bốn nhà bên này là giúp nhau dọn đồ hết. Mưa to nhiều ngày khiến cho mực nước tại các sông suối trên địa bàn huyện Nguyên Bình dâng cao, chảy xiết. Trên địa bàn xã Thể Dục, các hộ dân sinh sống dọc suối đã được sơ tán do bị sạt lở. Gia đình chị Lục Thị Biên là một trong những hộ phải di rời trong đêm. Mặc dù đau buồn trước cảnh mất nhà, không nơi ở, nhưng chị cảm thấy được an ủi phần nào khi có các lực lượng chức năng và họ hàng, làng xóm giúp đỡ vận chuyển đồ. Ủy ban Nhân dân xã Thể Dục đã bố trí chỗ ở cho nhà chị tại nhà văn hóa xã. Nước về nhiều thì nó lở vào nhà của tôi, vào bây giờ khoảng vào 2 mét, cả chuồng gà
tôi bây giờ đi hết rồi. Thế bây giờ tôi rất là lo lắng, bởi vì nhà cửa thì đi hết rồi, thì bây giờ chỉ còn người thôi. Tôi ở bên Hạ Lan về làm dâu thì được 20 năm nay rồi, còn chưa thấy hiện tượng này bao giờ. Từ năm bây giờ mới thấy lần đầu. Là một trong những nạn nhân thoát chết khỏi vụ sạt lở kinh hoàng tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024. Anh Đặng Tòn San hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Anh San nghẹn ngào chia sẻ, vụ sạt lở khiến cho 5 người trong gia đình anh thiệt mạng, trong đó có con gái ruột của anh. Hiện giờ anh chỉ còn lại một mình. Xong một lúc sau mà em với lại nhà ấy, thì trên này nó nổ một tiếng ầm, ngã xuống là mà em quay vào nhà định bị con nhà quay vào không kịp, em bị đất xuống đá vùi lấp hết. Giờ thì em quan tâm nhiều nha, em mong các chính quyền nhắn nhắc để hỗ trợ cho mà em để chúng tôi nhanh chóng vượt qua khó khăn này. Đau thương hơn khi cũng trong sáng ngày 9 tháng 9 tại xóm Khuổi Ngoạ, xã Ca Thành, một vụ sạt lở lớn đã đẩy 2 xe ô tô, 10 xe mô tô xuống vực suối, khiến hơn 20 người chết, 1 người bị thương và nhiều người mất tích. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Tính đến trưa ngày 12 tháng 9, trên địa bàn huyện Nguyên Bình đã ghi nhận hơn 40 người chết, 15 người bị thương, gần 20 người mất tích, gần 80 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó có 23 nhà bị hư hỏng hoàn toàn, sơ tán khẩn cấp hơn 50 hộ gia đình với trên 400 nhân khẩu. Mưa to kèm gió lốc làm gãy đổ và ngập úng khoảng trên 27 hectare hoa màu, gần 105 hectare lúa, 5 hectare mía, cuốn trôi 11 ao cá. Giao thông bị ách tắc nghiêm trọng, sạt lở hàng trăm điểm trên các tuyến đường, từ đường quốc lộ đến đường liên xóm tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Chưa bao giờ người dân huyện Nguyên Bình phải trải qua thời điểm kinh hoàng, chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản do sạt lở đất gây ra như hiện nay. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai các nhiệm vụ cấp thiết để ứng phó khắc phục tình hình thiệt hại. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện huy động 100% lực lượng trực để thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo các lực lượng tham gia tuần tra kiểm tra, kiểm soát các tuyến giao thông, cưa cắt, cây đổ ra đường, tham gia phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo khu vực sạt lở, ngập úng, công tác tìm kiếm những người mất tích đang tiếp tục được thực hiện. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo huy động gần 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ cùng 3.200 phương tiện, trang bị vật tư các loại tập trung cao nhất công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Sau khi nhận được thông tin các điểm bị sạt lở có những cái dấu hiệu có người bị vùi lấp, thì công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện, chỉ đạo công an xã phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức. Đặc biệt là lực lượng công an xã phối hợp với dân quân cũng như là nhân dân trong xóm các điểm bị sạt lở đã cứu hộ cứu nạn, và những cái trường hợp thương vong thì chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm để mà đưa thi thể về cho gia đình lo hậu sự. Còn những cái trường hợp bị thương thì cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng đã kịp thời đưa về những cái điểm để lực lượng y tế đưa về những cái cơ sở y tế để chữa trị kịp thời và đảm bảo tính mạng cho nhân dân. Khó khăn nhất hiện nay đối với huyện là công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai và công tác cứu hộ cứu nạn vẫn phải được tiến hành song song, khẩn trương và quyết liệt. Hiện nay, trên các tuyến đường vẫn còn ách tắc giao thông, nguy cơ sạt lở tiếp tục xảy ra, gây khó khăn cho công tác cứu trợ. Chính quyền huyện, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn và nhân dân đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do bão gây ra, thì cũng là khi nghĩa đồng bào, tinh thần tương thân tương ái được thể hiện rõ nhất. Bão số 3 đã và đang để lại những hậu quả vô cùng nặng nề với nhiều người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều nơi ngập nặng, người dân phải di rời nhà cửa. Có nơi sập cầu, lũ ống, lũ quét, có nơi đê vỡ,
hoa màu ngập úng, thiệt hại về người và tài sản chưa thể thống kê hết được. Trước tình hình đó, hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã triển khai chuyến xe không đồng gấp rút vận chuyển hàng hóa cứu trợ lên các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề. Anh Lê Văn Lượng, trú tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An cho biết, tại địa bàn tỉnh có nhiều người mong muốn ủng hộ nhiều loại nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ. Nhà có sẵn xe tải để vận chuyển hàng hóa phục vụ cho việc kinh doanh của gia đình nên đã quy định vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm đến với người dân. Mặc dù công việc kinh doanh của gia đình có thể ảnh hưởng một chút, nhưng sự cần thiết của những món đồ cứu trợ đến với người dân vùng lũ là không thể trì trệ. Anh Lượng liên tục đăng lên các trang mạng xã hội để những nhà hảo tâm cần vận chuyển đồ đến vùng lũ lụt có thể liên hệ được. Tin trên tôi lũ lụt rất là nhiều, xảy ra thiên tai thì chúng tôi cũng kêu gọi được rất là nhiều mạnh thường quân ủng hộ những nhu yếu phẩm và những vật dụng hàng ngày cho bà con. Thì tôi cũng là một tài xế thì tôi cũng muốn thực hiện những cái chuyến xe không đồng đem những nhu yếu phẩm này đến cho các bà con để cùng nhau vượt qua cái bão lũ, những khó khăn trên tôi còn lại. Và chúng tôi cũng mong các mạnh thường quân nếu như có thêm hàng hay là có cái gì thì hãy chia sẻ, và tôi sẵn sàng đóng góp những chuyến xe không đồng mang đến cho các bà con trên vùng lũ trên tôi để cùng nhau vượt qua cái nỗi đau này. Khi đối mặt với thiên tai, mất mát, tinh thần đoàn kết và nhân ái của dân tộc lại càng sáng rõ. Không ai bảo ai, trên khắp các trang mạng xã hội của tỉnh Cao Bằng, mọi người kêu gọi quyên góp đồ ăn, thức uống, thuốc để mong hỗ trợ sớm cho đồng bào vùng bão lũ. Chị Nguyễn Nhung tại phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Chỉ sau vài ngày chia sẻ, kêu gọi, chị đã nhận được của các nhà hảo tâm hơn 700 suất xôi, 3.000 quả trứng. Đồng thời, chị cũng đã huy động mọi người đến hỗ trợ làm xôi, chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn khác. Những đồ ăn nóng hổi, nhanh chóng được gửi đến người dân vùng lũ, mang theo những gửi gắm, lời động viên của mọi người đối với nhân dân và lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Chung tay góp sức hướng về đồng bào bị ảnh hưởng do bão, bằng tấm lòng và những nghĩa cử cao đẹp trong lúc muôn vàn khó khăn như thế này, đã nhân lên gấp bội truyền thống tương thân tương ái muôn đời nay của dân tộc ta. Với sự đồng lòng chung sức của toàn xã hội hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tất cả đều mong muốn chia sẻ giúp đỡ bà con vơi bớt phần nào khó khăn, mất mát. Để rồi, bão lũ rồi cũng sẽ qua đi, còn tình người thì ấm mãi. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chia sẻ khó khăn với người dân vùng lũ, các hội viên câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng đã gói hơn 300 chiếc bánh chưng ủng hộ bà con bị thiên tai bão lũ. Tại nhà bà Hoàng Thị Nhâm ở tổ 3 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, gần 40 hội viên câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường đang khẩn trương tham gia gói nấu bánh chưng, mong muốn đóng góp một chút tình cảm, tiếp thêm nguồn động viên cho đồng bào lúc khó khăn hoạn nạn. Mỗi người một việc, người rửa lá, thái thịt, đãi gạo, gói bánh. Bánh được gói đến đâu, nấu tới đó với mong muốn hoàn thành nhanh nhất, kịp sáng mai, gửi cứu trợ người dân bị bão lũ trên địa bàn huyện Nguyên Bình. Từ sáng đến nay, chị em trong câu lạc bộ lo sắp xếp việc nhà, chuẩn bị nguyên liệu đến đây, tập trung gói bánh với tinh thần khẩn trương. Chúng tôi gói đến đâu, luộc tới đó. Các chị em sẽ thức thâu đêm nay để hoàn thành hơn 300 bánh. Sự hỗ trợ tuy nhỏ nhưng là tấm lòng sự chia sẻ của chị em đối với bà con vùng lũ. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ cử đại diện trực tiếp đưa bánh đến nơi bà con đang cần hỗ trợ. Nguyên liệu là do chị em cựu chiến binh đóng góp vào, và ai có gì thì đóng góp cái đấy. Và chúng tôi đã cùng nhau tập trung gói bánh. Sáng mai có bánh gửi vào trong Nguyên Bình. Mong rằng là nhân dân và đồng bào chúng ta cùng nhau đoàn kết và vượt qua khó khăn trong những cái thời điểm này. Ngoài bánh chưng, chị Nguyễn Thị Mì, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết,
các chị em đang quyên góp và vận động bạn bè, người thân ủng hộ thêm để mua mì tôm, gạo, lương khô nhằm tiếp tục hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong vài ngày tới. Đây không chỉ là món hàng cứu trợ thiết thực mà còn là tấm lòng sự sẻ chia của các hội viên câu lạc bộ nữ cựu chiến binh phường Đề Thám đối với bà con các địa phương trong tỉnh đang gồng mình chống chọi với thiên tai, bão lũ, vơi bớt khó khăn. Thưa quý vị, những ngày qua, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn toàn tỉnh. Với truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo cùng với đồng bào cả nước, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cao Bằng đã chung tay đồng lòng hướng về vùng bão lũ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đã 3 ngày nay, ngày nào bà Đường Thị Cán cùng chị em trong nhóm tổ 1 phường Đề Thám cũng tất bật với công việc đổ xôi. Do cần vận chuyển đi xa vào các huyện bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3, nên các chị em đã phải chuẩn bị từ sáng sớm để kịp bữa trưa cho bà con. Bà Cán và các chị em trong nhóm tự đóng góp để mua gạo về nấu xôi, với mong muốn được chung tay vì bà con vùng lũ. Nhất là khi được trực tiếp đưa những gói xôi đến với người dân xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, được nhìn thấy những mất mát, khó khăn của bà con nơi đây, thì các bà lại cảm thấy việc làm của mình thật sự có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Thì xuất phát từ cái thật ra từ cái tâm thôi, nhóm của chị, mấy chị em chúng tôi thì cũng nghĩ là mấy ngày thì rất là kiểu đọc tin tức các thứ ấy, thấy rất là thương tâm, thấy cứ bồn chồn không biết làm cái gì, thì tôi mới là thôi mấy chị em góp tiền để làm một nồi xôi, xong rồi là để mình mang vào tận nơi, nhất là cái chỗ Ca Thành thật sự là rất là thương tâm. Thế thì hôm đầu tiên là chúng tôi cũng chỉ có mấy chị em cùng góp nhau vào, thế để đủ một cái nồi được 80 hộp, để đủ cả giò này, muối lạc các thứ để đảm bảo một cái hộp cơm, hộp xôi nó chất lượng. Thế thì sáng sau thì tôi thấy tôi mới đưa cái hình ảnh lên trang cá nhân của mình là những hộp xôi này đã đến được Ca Thành. Vì tôi gửi theo xe của Viettel nên vào đến tận nơi thì anh em ăn xong thì cũng gửi những cái lời cảm ơn, thì tôi cũng rất là cảm động. Thì các em ở Hà Nội mới thấy như thế thì mới chuyển tiền cho cô, xong để tôi tiếp tục để cái nồi xôi tiếp theo. Thì đến hôm nay thì đã là ngày thứ 3 rồi, cô nấu mỗi ngày tầm 30 cân, 40 cân xôi. Thì đã có anh em ở xóm, mọi người xung quanh các nhóm cũng tự nguyện đến để giúp, thì cô đã bây giờ đã không còn một mình rồi. Nhóm cô bây giờ đã rất là đông và cô cũng nhận được sự hỗ trợ với cả ủng hộ từ rất là nhiều anh chị em thân thiết từ các nơi, các miền, từ Hà Nội, mọi nơi người ta chuyển kinh phí cho cô để cô làm. Chung tay sẻ chia cùng đồng bào bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3, nhà hàng Hương Sen đã huy động nhân viên nấu nhiều phần ăn đủ chất dinh dưỡng. Các suất ăn được chia ra, hút chân không cẩn thận để thuận tiện cho quá trình vận chuyển và đảm bảo vệ sinh, chất lượng thực phẩm khi đến tay người nhận. Với bà con vùng lũ, nước dâng cao bị cô lập, thì những gói cơm nắm muối phừng, những chiếc bánh chưng đã trở thành nguồn hỗ trợ cần thiết trước mắt. Nhà tôi thì dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị các suất cơm gửi đến các đồng bào lũ lụt. Trong những suất cơm đấy thì gồm có này, cơm nắm này, muối vừng này, thịt băm này, rồi là nước và bánh chưng, rồi xôi nữa. Xôi thì gồm có chả với ruốc với lạc. Mùa hút chân không thì để bảo quản được lâu hơn, mà nếu mà vào mưa bão kiểu thì bà con đến tay nó không ướt và để được sử dụng được lâu hơn, có thể bảo quản được lâu hơn, nó mong thì sẽ đến tay được bà con nó vẫn còn ngon. Mong bà con thì cố gắng ổn định cuộc sống và vượt qua được cái kiểu cơn bão lũ này. Trong những ngày này đã có nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh và đồng bào khắp mọi miền của Tổ quốc đang hướng về Cao Bằng. Các nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, nước lọc, gạo đã được chính quyền địa phương kịp thời mang đến cho bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Để những việc làm được nhân thêm phần ý nghĩa, lan tỏa đến những vùng, những người đang thực sự cần, thì các doanh nghiệp đã chủ động kết nối với các tổ chức, chính quyền địa phương. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, những tấm lòng thơm thảo của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và bà con thành phố Cao Bằng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, sự chung tay giúp đỡ khi gặp. Xuất phát từ tâm và từ trái tim, tôi cũng cùng với các bạn trên nhà hàng
thì đã làm những suất cơm gọi là góp phần nhỏ bé của mình, và cũng mong mọi người là sớm vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này ạ. Sự chung tay giúp đỡ người khi gặp khó khăn, những việc làm dù nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn, ở đó không chỉ đơn giản là sự sẻ chia mà còn là tình thương, tình người ấm áp. Đây sẽ là nguồn động viên kịp thời giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình tham quan trải nghiệm tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngày 14 tháng 9, các đại biểu quốc tế đã có chuyến đi thực địa tại hai tuyến du lịch của Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng, tuyến phía Bắc hành trình về nguồn cội huyện Hà Quảng và tuyến phía Đông trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh. Tại tuyến du lịch phía Đông, các đại biểu đến tham quan trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng nghề làm hương phe thắp, làng nghề giấy bản dìa trên, làng nghề rèn phúc sen. Các đại biểu được giới thiệu về lịch sử của làng nghề, các công đoạn thủ công làm ra một sản phẩm đặc sắc từ những nguyên liệu thiên nhiên. Các đại biểu đánh giá việc Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng lưu giữ và phát triển những làng nghề truyền thống hàng trăm năm tuổi này có ý nghĩa rất lớn, thực hiện đúng những khuyến nghị của UNESCO, góp phần nâng cao vai trò và lợi ích của cộng đồng dân cư trong xây dựng và phát triển Công viên Địa chất Toàn cầu. Chúng tôi cũng có những ngôi làng truyền thống như các bạn. Hiện người dân của Công viên Địa chất chúng tôi đang ở trong ngôi làng đó, và chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của Công viên Địa chất với người dân bản địa. Công viên Địa chất giúp thu hút khách du lịch, qua đó cung cấp nhiều việc làm và thu nhập cho cuộc sống của người dân. Thu hút du lịch là rất quan trọng, đồng thời phải đảm bảo phát triển bền vững. Tôi được biết các nguyên liệu để làm ra những sản phẩm thủ công này đến từ tự nhiên. Vì vậy, các bạn và tất cả chúng ta phải bảo vệ cả môi trường đa dạng sinh học, tài nguyên và cảnh quan tuyệt vời nơi đây, từ đó thu hút khách du lịch và phát triển du lịch địa phương. Các đại biểu đã rất hào hứng khi được tận tay trải nghiệm những công đoạn trong quá trình làm ra các sản phẩm thủ công truyền thống. Họ đều cho rằng những hoạt động này rất hấp dẫn khách du lịch và tạo ra những sản phẩm du lịch mang thương hiệu độc đáo của địa phương. Thật thú vị, tôi vô cùng hứng thú với trải nghiệm này. Mặc dù nóng và mệt, tôi cảm nhận được sự vất vả của những người thợ thủ công nơi đây. Họ đã tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Trước kia Nhật Bản cũng có rất nhiều làng nghề thủ công, xưởng chế tác thủ công, nhưng giờ thì ít dần. Thay vào đó là những khu công nghiệp. Các bạn nên lưu giữ những làng nghề như thế này. Theo tuyến phía Đông, đoàn cũng đã đến khám phá các điểm di sản thiên nhiên, cảnh quan tuyệt đẹp tại Non nước Cao Bằng như Thác Bản Dốc, Động Ngườm Ngao, di sản Mắt Thần Núi. Cùng ngày, các đoàn đại biểu khác đến tham quan tuyến phía Bắc hành trình về nguồn cội, tìm hiểu địa chất tại di sản cảnh quan Kéo Yên, Lũng Luông, khu di tích lịch sử Bắc Bó, huyện Hà Quảng. Chuyến đi đã đem lại ấn tượng đặc biệt đối với các đại biểu trong nước và quốc tế, đặc biệt là các di sản địa chất, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cũng như các giá trị lịch sử tại Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng. Cho rằng Cao Bằng sở hữu nhiều kiệt tác của thiên nhiên được kiến tạo từ quá trình tiến hóa của trái đất, xứng đáng mang giá trị quốc tế. Hội nghị quốc tế lần thứ 8 Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ bế mạc vào chiều ngày 15 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi các hoạt động của Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Cao Bằng, không gian văn hóa các dân tộc và gian hàng trưng bày quảng bá các công viên địa chất đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn ra từ ngày 12 cho đến ngày 14 tháng 9, không gian văn hóa các dân tộc và trưng bày quảng bá giới thiệu các công viên địa chất bao gồm 55 gian trưng bày. Trong đó, 8 gian trưng bày các giá trị văn hóa đặc trưng của các nhóm dân tộc thiểu số chính của Cao Bằng, tái hiện không gian văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số trong vùng Công viên Địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng thông qua trưng bày trang phục, công cụ lao động, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nghề làm giấy bản, nghề làm hương, ngói âm dương.
các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của địa phương, trình diễn các kỹ thuật, công đoạn thực hiện thủ công các nghề truyền thống như thêu, dệt thổ cẩm. 47 gian trưng bày quảng bá các công viên địa chất toàn cầu, những giá trị văn hóa lịch sử và địa chất quý báu từ các công viên địa chất nổi tiếng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các công viên địa chất tại Việt Nam, giới thiệu các giá trị đặc trưng về địa chất, cảnh quan, văn hóa, hoạt động của các công viên địa chất. Các ấn phẩm quảng bá, mỗi gian hàng là một câu chuyện riêng về sự kỳ diệu của thiên nhiên, về những nỗ lực bảo tồn và phát triển của các cộng đồng, các địa phương. Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi những gì mà tôi thấy. Tôi đến từ một đất nước có lịch sử lâu đời về sản phẩm địa phương, nhưng sắc màu và sự đa dạng không gian các dân tộc ở đây khiến tôi cảm thấy rất ấn tượng. Tôi cảm thấy rất hài lòng vì đã đến đây. Các gian trưng bày không gian văn hóa các dân tộc tỉnh Cao Bằng được trang trí độc đáo, mang dấu ấn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với mái lá giản dị đơn sơ, được nhiều đại biểu quốc tế dành nhiều thời gian trải nghiệm. Được trải nghiệm tại đây, tôi rất thích các sản phẩm thủ công truyền thống, các sản phẩm mỹ nghệ, các trang phục thêu thùa rất tuyệt vời. Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại Cao Bằng nếu có cơ hội. Đặc biệt khu vực giới thiệu mô hình câu lạc bộ cùng em khám phá công viên địa chất non nước Cao Bằng, các đại biểu trong nước và quốc tế đã được nghe hát then đàn tính, được trình diễn bởi các em học sinh của câu lạc bộ. Từ những lời ca tiếng hát của các em đã cho thấy công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã và đang được thực hiện có hiệu quả, lan tỏa trong thế hệ trẻ. Lần đầu tiên tôi đến với Cao Bằng, tôi rất ấn tượng với công tác chuẩn bị và tổ chức của tỉnh Cao Bằng. Tại không gian văn hóa dân tộc và các gian trưng bày công viên địa chất, tôi thích nhất là các màn trình diễn ca hát dân tộc của tỉnh Cao Bằng. Tôi hy vọng rằng công viên địa chất Đa Giang Hàn Quốc và công viên địa chất non nước Cao Bằng sẽ có thêm sự hợp tác, gắn kết để thúc đẩy phát triển trong thời gian tới. Hoạt động không gian văn hóa các dân tộc và các gian hàng trưng bày quảng bá công viên địa chất toàn cầu là cơ hội để các công viên địa chất toàn cầu của Việt Nam như Hà Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Lạng Sơn và công viên địa chất từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương giới thiệu những giá trị độc đáo, những tiềm năng phát triển bền vững. Đây cũng là dịp để tỉnh Cao Bằng quảng bá, giới thiệu những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, hình ảnh về mảnh đất con người và công viên địa chất UNESCO non nước Cao Bằng đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.